Sáng ngày 20 tháng 10, lãnh đạo thị xã Hòa Thành tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trương Văn Hoàng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý và toàn thể chị em phụ nữ. Đồng thời mong rằng chị em phụ nữ sẽ luôn là những người giữ lửa cho gia đình, là nguồn cảm hứng cho mọi phong trào phát triển của địa phương trong không khí thân mật và ấm cúng các nữ lãnh đạo quản lý cũng đã đề xuất với lãnh đạo thị xã nhiều vấn đề được chị em quan tâm thể hiện quyết tâm của các cán bộ hội viên phụ nữ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu góp công góp sức vào sự nghiệp xây dựng tổ chức hội và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương